cái này, cái hoa này hoa cũng nở lâu rồi mà. Cái này bạc, mà cái này nó bạc màu, nó còn cỡ này đấy, chứ còn nếu hôm đầu thì nó còn đang tươi. Hôm đầu chụp đẹp lắm, hôm đầu như giờ nó bay trông sướng, nó còn bay hơn thế nữa. Đẹp tàn rồi. Cái này nó dễ ổn định nha anh nhỉ? Dễ ổn định rồi ha. Rồi, trên đấy thì nó bám một cục lúa, hôm trước thấy cục lúa xong mới bỏ vào chậu đấy chứ giá cái cục của chậu. Này thân này sang năm thì nó lên thì bắt ngát. Đấy, cái 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 đấy, c